quý vị khán giả. Quay kênh chị ạ. Xin chào quý vị khán giả. Ủa sao hỏi chị chẳng biết đâu, nhưng mà xuất hiện ở đây. Quay kênh ai hả? Quay trời, quay trực anh em. À, cũng thế rồi ạ. Chào mọi người nha. Có không đi chơi chưa hả? Trời ơi, không hỏi đi chơi chưa. Em cũng chỉ hỏi em không lấy thôi. Sao hôm nay nó im im vậy? Trình không có mà thích hoài. Lại ngồi đếm lá đếm hoa. Đếm hoa. Biết chuyện gì ra coi xem lại ngáo ngáo chuyện gì. Bứt cái cây của anh Khương đi. Trời trời đất ơi. Tại cái cây của người ta mà trời với anh Nhã nhìn nó này. Cây này nó bị héo rồi, phải bứt lá đi. Héo này phải tưới từ sống lại rồi, bứt nó sống đi à. Không yêu. Yêu. Không yêu. Yêu chết cha rồi không yêu. Yêu em nào nhỉ? Đây còn mấy lá này. Đang là đến nốt đang buồn đây. Buồn gì đâu, thời tiết hơi thất thường chứ lại chứ buồn gì. Trời tự nhiên thời tiết thất thường sao lại thất tình à? Này cô nào à, chết. Ngày nào cũng quay clip cũng phải hỏi là thất tình à, mặt cứ xị bí là quý vị khán giả. Sao vậy? Ơ? Bình thường có sao đâu. Trương đang tập cho một cái vai diễn thầm lặng, nội tâm sâu sắc. Nên là đang cần nhập vai, đúng chưa? Trời ơi. Trương là trước khi diễn một vai gì đó rất là nhập tâm cái vai diễn đó. Về diễn trước, tập diễn trước rất là nhiều ngày. Hôm nay là một trong những cái vai diễn để đời của Trương. Em phải nhập tâm, còn chị không cần nhập tâm thì cũng diễn được. Thôi em đi tiếp. Chị đừng động vào ổ kiến lửa. Ổ kiến lửa đang hay hỏi không trả lời nhỉ. Bực bội. Kìa người ta hỏi kìa, trả lời đi kìa. Thôi em như hỏi chị mà chị bức xúc rồi. Nay nay nấm đầu tóc mới nhìn nó vui rồi, nay nhiều nhiều vui trong cuộc sống. Trời nó nhộn từ bữa giờ, em nghĩ sao mà nay mới thấy đầu tóc mới nay mới thấy hả? Nay có nhiều niềm vui mới lắm. Cái vui mới gì? Cái này là cái mùi cà khịa này. Là cái mùi cà khịa nhẹ này. Là sao? Nhiều niềm vui mới là chắc là có ngoài cái đầu tóc mới thì còn niềm vui mới khác hả? Trời ơi lại ra. Dạ. Lạ quá à, nó ra vậy. Ừ. Làm sao? Giờ này im im, sáng giờ không ai nói chuyện với ai hết trơn, không biết sao. Thì có chuyện gì để nói đâu. Diễn rác rồi mà không nhìn chữ. Không nói thôi nha, đi nha. Nghe mát khỏi nói luôn nha. Hôm bữa thấy... Thấy gì? Tôi thấy anh chè đầu đỏ với ai nhỉ? Anh với chị này, anh với chị chứ anh với ai? Anh với chị là anh thừa thôi. Trời trời trời. Nói không nói mình anh thừa. Mình đám mời ngày hoàng anh thừa đâu ra trời. Ủa thì anh với anh Tuấn chứ anh với ai? Anh Tuấn nghe ngọt nhỉ? Không nên gọi thằng Tuấn. Thì đúng rồi, anh với anh Tuấn với anh chứ anh với thì ai? Thì anh Tuấn là đúng rồi, nhưng mà từ anh có cần phải ngọt như vậy đâu. Ủa? Anh Tuấn là... Ngọt gì? Anh Tuấn, bây giờ anh Tuấn... Trời, đúng bạn, tôi nói thiệt, lúc mà tâm hồn nó không được bình tĩnh, người ta thường nghĩ ra mấy cái kiểu tào lao. Người ta nói bình thường, nó chỉ hơi nhấn nhá xíu thôi, không gì đâu. Đúng hôm bữa em anh Tuấn ấy nhờ em quay mà không ngờ là vô thì anh chị được đổ với nhau. Trời vậy là anh Tuấn cao tay quá trời luôn. Vừa thì vừa nhờ Trương quay clip mà còn anh chị được đỏ trước mặt chưa. Trời ơi Trương một cú lừa. Trời mà cái đấy có cái gì đâu mà buồn. Thế sao lúc đấy em không chửi luôn? Còn đứng quay. Phần em út thì anh ấy nhờ vả thì mình phải làm theo chứ mình có đâu dám cãi đâu, nhưng mà chỉ đáng tiếc một điều là mình ăn biết thừa biết cái ngày đó là cái ngày 7 tháng 7, cái ngày thất tịnh
lần này thất tình, cái ngày đó là thất tình á, cái ngày đó là ngày thất tình, là cái ngày dành cho những người mà chưa có người thương, chưa có người yêu, mình ăn đậu đỏ để may mắn mình có tìm được ý chung nhân. Mà bữa đó nắm lên con ăn mất rồi đau luôn, chiều là Trương định mua về cho Trương mới nắm ăn. Thế sao qua ăn với chị này? Trời. Hay là ăn mà cái đấy mà cũng tin à? Trời trời, ăn ăn chè thì ngày nào chả ăn được, chỉ là kiếm người ăn chung thôi mà. Ừ. Có ý gì đâu, ăn chè nó ngọt lắm, chè ngọt đúng không? Chè ngọt ngon mát nữa chứ sao, tuyệt vời. Thế cái này phải chắc anh Tuân chứ, anh Tuân bày trò mà có phải mà nó là cái đấy nó trôn chỉ là không? Con nấm nó biết đồ nhưng nó vẫn ăn thôi chứ còn ra đồ nó đâu biết. Trời ơi, thế rồi hàng xóm bàn xóm. Mà có cái gì? Là sao? Nấm ăn đi. 4 ly. Cái này là chân châu đường đen hả? Đậu đỏ à? Cái này là đậu đen nguyên chất. Thêm ít sữa dừa. Ngày hôm nay là ngày thất tình. Ngày đậu đen là mình phải ăn đậu đen với nhau, ăn đậu đen để phá giải cái đậu đỏ. Trời ơi trời, trời ơi mê tín, tao nói thiệt, làm sao mà ăn hết được bằng này, ngáo à. Trên đường ẩm thực quá ha. Có gì đâu, ở đây có 3 người nè. Đây. Không, chị nhìn thôi. Trời trời. Để cho nó mà. Nó phải ăn 4 ly. Ăn hết 4 ly đó hả? Mới hóa giải được hả? Mình phải, đây nó phải ăn hết 4 ly để mình hóa giải được cái đậu đỏ không bữa. Thôi đưa chị hóa giải được 1 ly cho. Chị cũng ăn mà. Anh Tuân bảo là ăn hai, ăn chung là có hai vợ. Thôi ăn đi. Chị ăn đi cho đêm đó cuộc sống gì chị cứ kiếp đồ đêm đi. Ăn xong có bầu luôn. Mà chị cái này là chưa kêu cái Hải này, Hải bây giờ tính nhà Hải giờ quay kênh cho lắm à. Mời Hải ly luôn, ăn cho có bồ đi, à, ăn cho mất bồ đi. Chưa có đâu mất. Chưa có. Lược. Trời, nhưng mà ăn hết thật đấy hả? Sao ăn hết được? Lắm ăn. Tại vì cái này á, ăn cũng được, tại chưa ăn cơm. Chè mà ăn không buồn vậy. Ừ. Ngày đây cũng ly đi chị. Mày ngồi đây luôn đi nè. Hai chị ngồi đây. Thôi không cần đâu. Thôi, động đen thì cũng không giả, sao ăn? Chè này mà có chiếc đá thì nó ngon. Trời trời. Chỉ có đá đâu. Sao mà lấy? Không có tay à? Trời ơi, hơi chiều. Lão quá. Phải quan tâm. Mệt bá ghê. Bận. Bởi người ta chỉ biết lấy cho bụng mình. Hôm nay là ngày mà Trương dặn trước cái nắm. Nay gặp anh Tuân thấy anh ấy cười đá mắt là biết anh ấy sắp bày trò rồi đó. Đừng có lại gần nữa, lại bị vô cuốn vào vòng xoáy. Hôm đó nha, đang bán ngồi bán bon bon, anh Tuân lại, anh Tuân lại, anh Tuân lại, anh quay xong tưởng anh mua bon bon thì bán cho anh ấy, anh kêu là bán dùng cho ai mà biết, xong anh tự nhiên mua chè cho ăn, ai đừng ngờ đâu, tưởng hôm nay tốt đây này. Ừ, bây giờ ăn lắm à, giờ ăn cái gì cũng phải cẩn thận hết đó chị Ngân. Nó cho thuốc sổ vào đây một cái thì ăn cho hết sổ hết đậu đỏ luôn. Nó cũng ăn rồi nó mới nói câu đấy. Em quên. Chị Ngân ăn đi chị Ngân. Em quên. Hồi nấm cứ ăn tạm trước một ly đó. Nó nói rồi anh Tuân là anh là Phạm Tuân lấy máy bay. Mình có phải máy bay đâu, mình đang còn trẻ mà. Anh là máy cày mà. Máy bay mình là mình dạng như mình là Honda thôi. Honda Suzuki thôi. Đừng để cho nhân lái. Nhưng mà ăn không ăn hết được 3 ly này. Thì ăn 2 ly thôi. Đó, còn đây của Hải này, đây của Ngân này. Cắm ăn đi. Chị ơi ăn đi. Năm một mình. Rồi 4 người ngồi nhìn em ăn. Ăn đi chị Ngân. Ăn đi cho tất tình. Thôi ăn đi. Thôi ngon ăn đi. Ăn đi cho khỏe. Đấy, ăn được vừa lòng em chưa? Em thì em cảm thấy như được quay góc đó móm.
Tính ngay góc nào cũng mắm luôn á. Không, mất bên này đi ăn 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 chè đậu đen á, vừa giúp cho đẹp da này á, vừa thanh lọc cơ thể này. Đó, chương chương mập á. Có nước cốt dừa á. Mập nó chỉ là sự vượt trội của thể xác thôi. Mập hay không thì chưa không quan trọng. Chưa mập. Mập không phải là một cái tội, đó là sự vượt trội của thể xác. Thôi ăn đi, giải cái đồ đó đi. Trời ơi, đừng ngu má. Để tao nói mình không ăn chè mà mình thấy ngọt thịt cả người. Mày cứ quay một góc đó, chị bảo chị mỏ rồi, mày quay qua bên kia đi, nhanh lên. Quay qua bên kia. Thôi ăn đi, hãy ăn đi, hãy anh quay cho này. Thôi ăn đi, anh quay chưa đánh, đi. Chưa đánh nền. À, chưa đánh son rồi. Chưa son, chưa có tấn nền, chưa có son. Nó ăn nhiều, nó ăn nhiều đậu đen luôn. Trời, em không ăn đâu, ngồi mất khí thế. Giờ Trương kêu ăn thì cố mà ăn thế nào, ăn ly này rồi rồi mà về chứ. Ăn đi. Ăn không có vui vẻ gì, ăn vậy thì cũng không hóa giải được gì đâu. Đấy, ăn em vui này, em vui. Ăn xong tí sổ hết đỏ lên luôn đây này. Trời. Em còn anh Tân đấy, mai anh sẽ đi nói chuyện với anh nhá. Như hai người đàn ông. Ồ, em run tay à? Em run tay, ăn đi, em quay cho. Thôi, thôi. Thiếu đường đây cho quay cho. Thôi, được rồi, em quay cho. Đàn ông ăn chai, ăn những bông cúc. Sao? Đâu con trai mà đeo nhẫn bông cúc chi ạ? Nên học hỏi Sơn Tùng hả? Lít đâu có được đẹp bằng. Nè, đưa cho quý vị nợ xem. Ăn đi, ăn cho chết luôn. Thôi để thử xem cái chè đậu đen này nó có vị gì cho. Có vị chè và vị đậu và vị đen. Lâu lắm rồi không ăn chè với vị giả. Nay nói chung là ra, cũng không muốn đâu, nhưng mà ra, đây, em út nó mời phải ăn. Đây chỉ là cái cớ để nói thôi, chứ mua chè về cho chị em mình ăn mà. Em bình thường mà răng ba cái chuyện này em có tí làm gì đâu. Chẳng có em nhắc khéo thôi chứ không có gì cả. Chỉ là để em có clip thôi. Khánh vừa rằn mặt mình cũng nói mình câu nào luôn. Ngày mai đợi gặp anh Phạm Tuân đi đánh nhau rồi à. Đó, nói chuyện thôi, như hai người đàn ông anh em làm cho công ty với nhau, hiểu nhau mà. Làm cái series chuyện ba người hả? Xong rồi, bắt đầu. Một là anh cha cho cô ấy sự tự do, ông này hát lại. Hai là anh quên cô ấy cho thật là một người. Biết hát ở đấy không? Để hát cho nghe chứ đừng hát xe như thế. Biết hát, hát chỉ cần hát một người thôi. Hai người đàn ông bảy đà sao nó quen. Ừ được đó, là ăn mối tối làm không, mình thì ế không có món nào. Không, em có. Không có hả? Ừ. Xin lỗi em. À, quý vị khán giả, hôm nay Thanh Trương thực sự muốn cho quý vị khán giả biết là chè đậu đen ăn rất là mát, rất là ngọt, rất là nhiều chất dinh dưỡng thôi chứ không có cái gì cả. Cứ ăn thoải mái lên đó, ăn rồi bữa sau cho ăn tiếp nhá. Anh Tân anh ơi, mình phim phò, mình cố gắng mình đi làm đi. Đọc kịch bản nhiều lên, đừng có thời gian rảnh này. Chúng cứ lại bia vãn. Tập trung vào công việc đạo diễn. Tập trung vào công việc đạo diễn đi. Chứ đừng tập trung vào làm YouTuber nhiều. Đúng quá. Đúng rồi anh ạ. Thôi ăn đi, cố gắng ăn này. Nó không trôi với em đã. Không trôi nè mọi người. Không trôi. Không thể trôi được. Giống như kiểu là sợ được. Sợ ăn bánh gì nhưng ăn mà ăn. Rồi cố gắng còn ly nữa. Không cho với em giả lại ăn một ly. Thôi ăn ăn ly kia cho nó trôi xuống. Ăn ly kia tắm luôn. Rồi phải ăn xuống. Ly này cho nó trôi xuống. Trôi xuống với em giả. Tại ly này nó còn đá mà sao nó trôi được. Đúng rồi, ly này để ăn không nhân, luôn. Nhân nó mới ăn, nó mới trôi xuống được chứ. Thôi cái thùng nước đi quay cái gì vậy? Đúng là nãy giờ nóng nóng quay cho kênh nóng chứ. Chả biết kênh ai đâu, con bé 7 nó nói là quay kênh bé 7 đó. Thôi chào kênh em đi. Ok kênh nào. Đi xào luôn. Anh Trung nghe cùng ấy câu chuyện này thì anh Trương. Thế bây giờ sao? Cuối cùng là em ăn là để cho nấm hóa giải lời nguyền. Mà bắt em ăn 2 ly. Thì ăn 1 ly thì phải 2 ly gấp đôi nó mới được hóa giải lại được. Đúc. Đó rồi có nhắn nhủ gì trong tương lai không thì nhắn nhủ đi. Để người ta biết đường ta né, xong có sau người ta ăn xong lại bắt lỗi người ta nữa. Không ăn xong có bầu luôn. Thì để nhắn nhủ với anh Phạm Tuân. Là hôm qua là anh hát lắm anh ạ.
anh chôn em cái vé số chút một tí rồi em tính thật. Anh ác lắm. Hôm nay anh lại còn chôn em cái vụ này nữa thì thôi anh làm em thất vọng rồi, để mai anh sẽ nói chuyện với anh. Em quá mệt mỏi. Như hai người đàn ông. À, thôi ăn đi đó. Không, nhiệm vụ của mình cứ ăn đi. Đó. Ăn đi, ăn đi. Đi, ăn đi. Belly, belly. Người ngoài ăn đi. Thôi, chào tạm biệt khán giả của kênh Người Trần Official nha quý vị khán giả. Đừng like, đừng share và đừng subscribe kênh của Trần Thanh Trương. Hãy sang kênh của Người Trần Official. Hôm nay dám ngồi không nói chuyện với Nấm Bi một lời nào hết. Người ta giận hờn, nói xem được. Rồi quý vị khán giả, chúc quý vị khán giả một ngày vui vẻ và bình an quý vị khán giả. Chúc mọi người luôn luôn an lành và hoan hỷ. Bye bye mọi người, hẹn mọi người video clip sau. Hẹn mọi người đi.